Đấy, mình sẽ đun sôi nhá, cho nổi hết cái phần gạch xong mình sẽ thả rau sau, rau vào nước. Đấy, đây là hoàn thiện một bát tô canh siêu ngon, siêu chất luôn mà mát. Canh cấy đấy. Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh nhà mình Ken Ken TV Quang Thanh. Hôm nay nhà mình kênh nhà mình sẽ giới thiệu đến món canh cấy nấu với rau đay và mướp nhá. Mọi người theo dõi video. Rồi, hôm nay sẽ giới thiệu mọi người đến món đến cái con này. Đây là con cấy. Họ hàng nhà cua. Món canh cấy. Cấy này mình mua về mình đã để ngăn đá rồi nên bây giờ thả ra nó chết mất rồi. Không quay được lúc nó sống được. Cấy càng siêu to càng đấy, đặc điểm nhận biết đây này. Con cấy nó như này. Con cấy này ở Nam Định mới có đây. Trên Hà Nội thỉnh thoảng người ta cũng có bán đấy. Cái cua cái càng nó rất là to này, nó rụng này đấy, càng màu cam màu đỏ viền viền vàng vàng và nó có lông này, đấy. Sau khi ngâm dã đông thì mình sẽ là rửa sạch rồi mình sẽ lột bóc bỏ cái phần mu này, phần yếm nhá. Đấy, chính là cái độ hôi này. Đấy, bỏ cái này, chính là cái này này. Thì mình chắc chắn mình phải lột bỏ cái này đi. Đấy, mình sẽ để như này. Bóc như bóc cua thôi. Con này chết thì mình dễ làm cho con sống rồi. Nó cái càng kia cái khủng này. Cặp thì thôi đau lắm. Cua thì mình sẽ lấy gạch nhưng cái này thôi mình không lấy gạch nhé. Con này nó sẽ cái gạch nó sẽ không ngon, không thơm như cua đâu. Nó có mùi đặc trưng riêng, nói chung là mỗi một con nó sẽ có cái mùi riêng, thơm riêng. Con cái này sẽ nhiều gạch hơn, khi đun lên đấy, nấu ấy, cái phần thịt của nó sẽ ra nhiều gạch hơn so với cua đồng đấy. Cái nhiều người bảo ăn là hôi nhưng mà do mọi người chế biến thôi. Hôi thì mình chế biến sạch đi rất là ngon và nhiều thịt và rất là lành nhá, lành hơn cua đấy. Mùa hè thì món bát canh này thì thôi rồi, ngon. Mình có thể nấu với rau tơi, rau đay, mướp. Sau khi bóc phần mình sẽ rửa sạch đấy. Rửa sạch để đỡ hôi. Đó, hôi và cái bẩn của nó sẽ đi ra theo hết. Nước
ăn nước rồi. Mình sẽ bớt cà táo mình để giã nhé. Đây, cua sẽ mấy cái sẽ giã vào cối, chày cối đây. Giã nó sẽ ngon hơn so với làm cho máy xay, chứ cho máy xay sinh tố chỉ cần sắp vào xong, mình giã sẽ đâu kỳ công. Vào đây cho đỡ bắn. Và khi nấu nó sẽ nổi gạch. Đấy, giã xong thì cho nước vào đây này và lọc. Ngon. Lần nữa chín lên, canh cái sẽ nấu với rau đay, rau đay trắng này rất là ngon, nó mướp. Đây, các bạn, cái phần nước nó đang sôi, đang nổi cái phần gạch như này. Đấy, mình sẽ đun sôi nhá, cho nổi hết cái phần gạch xong mình sẽ thả rau sau, rau vào nước. Đây là sôi này, mình sẽ bỏ rau vào nhé, nó tạo thành nước tảng gạch rồi. Mình sẽ bỏ rau. Đây, bỏ rau mình lấy rau này tự sôi đi nhé, chứ không quấy đều nên quấy nên nó sẽ vỡ hết gạch. Đang nổi phần gạch bên trên rồi đấy. Siêu ngon, siêu mát thôi. Mùa hè chỉ có món canh này là đưa cơm. Đây, món canh cấy của mình đã hoàn thiện xong rồi, mình sẽ là cho ra bát nhé. Lúc sôi lên thì mình nhớ là bỏ vung ra nhé, bỏ lắp ra cho nó đỡ, cho nó không bị đỏ và nó sẽ ngon. Màu nó cay nó sẽ xanh như này, xanh mướt một màu. Đây là hoàn thiện một bát tô canh siêu ngon, siêu chất luôn và mát, canh cấy đấy. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá, đã theo dõi hết video nhà mình ấy. Mọi người yêu thích video này đăng ký và ủng hộ kênh nhà mình nhá, để ngày một phát triển hơn. Rồi, bye bye.